Xin chào các bạn và toàn cộng đồng thân yêu chúng ta nhé. Hôm nay, tôi lại xin chia sẻ cho các bạn và toàn cộng đồng thân yêu chúng ta cùng biết về một thông tin cực hot và cực thú vị nhé các bạn. Thông tin về sự việc ông chủ bụng phệ nặng 126 kg ở Trung Quốc có giá ngang với cầu thủ đội bóng Việt Nam nhé các bạn. Mặc dù chỉ là cầu thủ không chuyên nhưng ông chủ nặng 126 kg của câu lạc bộ Zealand Bay ra Trung Quốc cũng có giá ngang bằng những tuyển thủ Việt Nam. Trong thời gian qua, cộng đồng mạng Trung Quốc và trên thế giới đã dậy sóng vì những ông chủ bụng phệ mua lại đội bóng hạng dưới và tự ý xỏ giày vào sân để thỏa mãn giấc mơ chơi bóng. Trong đó, Ông chủ Su Quang Nan của đội hạng Ba Trung Quốc Jilan Baia đã được nhắc tới khá nhiều. Đây là người mà trước đó giới truyền thông đồn rằng là con trai của Triệu Phú Trung Quốc. Theo thông tin từ tờ 163, Su Quang Nan năm nay 34 tuổi. Anh là đồng chủ tịch của câu lạc bộ Jilan Baia và là cổ đông lớn nhất của đội bóng. Đoạn clip ghi lại kỹ năng chơi bóng của ông chủ Su Quang Nan. Trong đó, người ta chỉ biết dùng từ thảm họa để nói về cầu thủ không chuyên này. Người đàn ông nặng 126 kg này sở hữu thân hình nặng nề, có bước di chuyển chậm chạp. Thậm chí, người đàn ông bụng phệ này còn không buồn di chuyển trong nhiều tình huống. Tuy nhiên, điều đáng nói là trang transfermarkt, một chuyên trang về chuyển nhượng. Chuyên định giá cầu thủ lại đánh giá khá cao Su Quang Nan. Theo đó, họ định giá ông chủ 34 tuổi này với giá 25.000 euro đấy nhé các bạn. Đáng chú ý, mức phí chuyển nhượng ảo này còn ngang bằng một vài tuyển thủ quốc gia hay U23 Việt Nam. Ngay cả nhiều cựu binh ở V-League như Nguyễn Trung Đại Dương, Hoàng Anh Gia Lai hay Lê Tấn Tài câu lạc bộ Hà Nội. Trong đó, Tấn Tài từng là tuyển thủ quốc gia Việt Nam trong nhiều năm và từng giành chức vô địch AFF Cup 2008. Ngay cả nhiều tuyển thủ quốc gia như Văn Toàn, Xuân Trường. Công Phượng từng bị định giá rất thấp khoảng 50.000 euro. Tuy nhiên, sau thành công của đội tuyển Việt Nam trong những năm qua, họ mới tăng giá. Thậm chí, trong đội hình đội tuyển Việt Nam lúc này có lão tướng Anh Đức còn không được định giá. Những thủ môn dự bị như Văn Cường, Tuấn Mạnh chỉ được định giá khoảng 68.000 euro. Và đây là thông tin hot nhất trong ngày mà mình muốn chia sẻ đến với các bạn và cộng đồng nhé các bạn hãy đăng ký kênh và click vào chuông thông báo để có thể nhận ngay thông tin mới nhất nhé các bạn thân chào các bạn nhé